Ngày 9 tháng 11 năm 2023, Công an huyện Tân Châu cho biết vừa bắt giam đối tượng Đồng Thanh Sang, 28 tuổi, ngụ ấp Đồng Rùm, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, là đối tượng cuối cùng trong nhóm gây ra nhiều vụ trộm nóng xe mô tô trên địa bàn huyện Tân Châu trong những ngày qua. Trước đó, qua công tác điều tra, Công an huyện Tân Châu phát hiện Sang đang lẩn trốn ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, nên phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành bắt khẩn cấp. Công an thu giữ một thanh kim loại có đầu dẹp, một ống điếu, một xe mô tô cùng một số vật dụng liên quan khác. Đối tượng Sang là người có 3 tiền án mới vừa chấp hành xong án phạt tù lần thứ 3 vào tháng 2 năm 2023. Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Sang rủ Vũ Lê Xuân Hùng, 37 tuổi và Lê Đình Hoàng, 30 tuổi, cùng ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, đi từ Bình Phước sang huyện Tân Châu để trộm xe mô tô và bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Khi đi trộm, lần lượt Hùng và Hoàng bị công an bắt giữ, còn Sang bỏ chạy thoát thân. Tính đến ngày bị bắt, Sang đã thực hiện 6 vụ trộm trên địa bàn huyện Tân Châu. Hiện vụ việc đang được công an huyện Tân Châu tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.